Hi, chào mừng các bạn đến với kênh của Nhân dân TC. Hôm nay em đang có mặt tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để tham quan cái dàn pin của nhà anh Bình. Anh cũng là một dân gọi là đam mê về năng lượng mặt trời. Nhưng vì anh cũng mua đồ về lắp ráp nên là cũng có nhiều cái nó bị sai sót một tí. Thì hôm nay em đến em chỉnh sửa cho anh cái hệ năng lượng mặt trời. Đây, anh chơi là 4 tấm pin mono Fancy. Anh làm dàn riết rất chắc chắn nha. Bây giờ sẽ quay bác xem cái mặt sau cái pin. Đây, anh rất chơi đam mê lắm nha. Đây anh có những cái đèn năng lượng này. Đây là ngày xưa anh chơi thì cái đèn năng lượng này. Đó, máy nước nóng năng lượng mặt trời này. Đó, là anh cũng chơi này. Nước này. Đây, đây anh để trên máy nha. Đây nha anh này, nếu mà để chơi dàn năng lượng thì diện tích này là quá ok. Nhưng mà anh đang chơi đam mê nên anh chơi hệ nhỏ nhỏ này thôi. Tại vì nhu cầu nha anh dùng cũng ít. Chủ yếu ban ngày anh đi làm nên là tối anh đi về anh sử dụng. Nên là anh chỉ dùng khoảng 400W pin. Đây là mỗi tấm 100W. Thì đây, em có đấu nối lại cho anh cái hệ này. Hồi nãy anh đấu nối thì sai xíu thôi. Tức là anh sử dụng 4 tấm pin này. Nhưng anh nấu song song với nhau. Đâm ra cái dòng nó xuống không đạt được cái hiệu quả cho con sạc MPT nó đạt ra. Thì em đã cắm lại, dùng cho nó nối tiếp với nhau. Ra là 80V. Với con sạc MPT thì các bác phải cắm pin nối tiếp với nhau để ra được cái dòng của nó 80V thì sẽ đạt được cái dòng mát hơn. Hồi nãy bác cắm song song với nhau thì nó chỉ dòng nó ra đạt được có 14-15A thôi, không đạt được mát. Bây giờ em cắm lại thì xem là cái lượng mát như thế nào. Bây giờ trời thành phố Hồ Chí Minh hôm nay rất là nắng nha. Đó. Đây, anh chơi thứ đây. Điện tả dây đó anh cũng đấu rất là gọn. Đấy, nhưng mà có cái anh chạy pin hơi thiếu một chút. Đó, đi gọn gàng dây rợ. Nhà pin anh làm rất đẹp, đó, 4 tấm pin, anh có đèn năng lượng. Đó, xuống bên dưới này của anh ấy, cầu thang đây. Anh chơi đam mê nhưng mà sau này cái tương lai sẽ chơi dàn lớn nhưng mà. Đó. Kìa, là những cái đèn năng lượng của anh. Đó. Đây là cái đèn năng lượng lớn của anh ấy, anh chơi cái tấm pin này. Tấm này nó được 35W. Nó ra là 6V. Đây, đèn năng lượng. Đây là cái đèn năng lượng mà hay quảng cáo ở trên tivi đây. Các bác xem mà hay quảng cáo là cái đèn này đây. Đây nó đây. Đó, dày rợ đi đây. Đi đây. Ra đây, đấy. Còn đèn này. Này anh mới mua, anh mới đang úp ở đây này, đang test đây. Này chắc anh mới lấy đây. Còn đèn này cũng thế, con này xem trên tivi đây, nó hay quảng cáo. Rồi cái này anh mua về. Đang test rồi. Đó. Chúng là một dân rất là đam mê. Đây một cái đèn nữa. Đó, đây cái đèn này đèn hồi nãy ở trên. Làm đi xuống cái bộ năng lượng ở dưới cái bộ ở dưới này. Anh sử dụng là bốn loại dạng pin. Mỗi cục pin là được mỗi cục này được 50A đúng không? 50A. Vậy chỗ này của anh là 100A nhưng mà anh đang chơi hệ 12. Tại vì anh này lại thích cái hệ 12. Cái này là tổng cộng được 200A. Nhưng cái này nếu mà mình ghép thành 24V thì chạy rất ok. Nhưng mà anh lỡ mua cái cục inverter này 12 rồi. Đâm ra là giờ anh lỡ anh chạy luôn cái hệ này thành 12 thì nó cũng rất là khỏe. Thì khi anh đấu sạc hồi nãy á thì nó dòng nó chỉ ra được có 15A thôi. Thì bây giờ em cắm lại cái sạc của nó để cho nó nối tiếp pin nhau. Thì cái dòng bây giờ em sẽ đo là cái vôn của pin này. Pin đang là 83V. Đó, bây giờ nắng thì rất là đỉnh nha. Chúng cũng đang lên, em sẽ bật CB lên. Bật. Đó. Dòng sạc bây giờ đang được 20A nhá, 21A. Đó. Đấy các bác cứ đấu thử, riêng 4 tấm pin mà các bác đấu song song nhau thì không bao giờ đạt được cái dòng 21 22A như thế này đâu. Phải nối tiếp với nhau mới ra được cái dòng max như thế này. Đó, bây giờ đang lên được đỉnh là 300 207 này. Dùng đạt được 300W, hơn 300W. Đó. Đó, thì em cũng chia sẻ lại cái hệ của anh Bình ở Gò Vấp này. Đó, anh cũng dần đam mê, anh mua về anh chế cháo tung tung. Nhưng mà đôi khi anh cũng do anh đấu điện nó không được cái chuẩn lắm. Đấy, thì em đấu lại như này thì dòng đang rất là ok nha. Mỗi tấm pin bây giờ đang là 4A9. Đó, 5A này, đặt 5A. Đó. Với 400W pin này thì trung bình mình sẽ đạt được một ngày đạt được 2 kg điện.
Đó, với hai cái điện này thì anh sử dụng trong gia đình anh thì quá ok, tại vì ban ngày anh đi làm suốt, chỉ có tối anh về chỉ có chạy cho cái tủ lạnh ấy thôi. Đó, tủ lạnh hiện tại bây giờ đang dùng điện bằng inverter ra này. Đó, bóng đèn kia là đèn inverter này, anh cứ sử dụng cái quạt này. Đó, đây cái quạt này là quạt 12V này, quạt DC 12V. Đó, các thiết bị đèn. Đó, đây anh có một cái đèn để nấu ăn này, cũng 12V. Nói chung là anh đam mê thôi. Chơi cái hệ này thì thật sự với các bác là không, nói về kinh tế thì không có kinh tế, nhưng mà vì chơi đam mê thì giống như để thỏa mãn thôi, thế nên là rất là sử dụng rất hữu ích. Đó, đây các thiết bị anh đang chạy nó được thì 79W đây. Đây về bên tải thì cái tủ lạnh hiện tại đang ngắt điện nên nó không có chạy nữa. Đó, nên là các thiết bị anh chạy dùng với hệ pin 400W pin này và 200A pin lưu trữ như này thì khá ok đó. Đó, dòng lúc nào cũng đạt, lúc nào cũng đạt 20, 21, 22, có lúc lên 23. Đó, vậy. Đó, anh cũng đấu điện từ tấm pin anh chạy năng lượng xuống CBDC đi qua chống sét. Đó, tiếp địa ra đây, sau đó từ bên sạc đi vào xuống pin. Đó, để các khiển này 12 220. Đó, anh đấu rất là chuyên nghiệp. Hệ thống điện của anh đấu là cũng khá ok, chỉ có sai sót trong vấn đề là đấu cái pin năng lượng thôi. Đó, đâm ra là anh sử dụng cái rắc kết nối này quá nhiều này, là nó chi phí cái rắc này nó tốn kém thôi chứ không có sao cả. Với cái sạc MT này thì các bác không cần phải đấu dùng những cái rắc như này đâu nhé. Đó, dùng mua sạc MT để mua những cái rắc này không là mất bao nhiêu tiền cái rắc này rồi. Đó, đây nó một chùm đi nữa này. Đây, anh còn có một chùm rắc này nữa này. Đây, dùng đam mê nên là anh mua rác rất là nhiều. Đó, mấy chỗ rác này không là hết mấy trăm nghìn này. Chỗ này là có thể đống rác này là bác có thể mua được một tấm pin nữa này. Đó. Đây cái này là anh sử dụng cái sạc, sạc cho cái bình ắc quy này. Đây, bình này cũng hư này, bình này chắc anh ấy chế để chế cháo cái gì đây. À, cũng dân đam mê lắm nên là đó, thấy không? Khi mà mình đấu song song lại, đấu nối tiếp lại nhau, cái dòng ra rất là ok nha. Dòng lúc nào nó ra là cứ khoảng 20-22A, lúc trưa, nắng đỉnh. Và khi các bác đấu nối tiếp như thế này á, thì buổi sáng ngày ra nó khoảng tầm 6-7 giờ sáng là nó đã ra được dòng sạc khoảng 1-2A rồi. Nên là cái hệ điện năng lượng mặt trời của mình tận dụng được tối ưu nhất đấy, nguồn năng lượng. Rồi, video em xin được kết thúc tại đây. Rồi, một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã quay video với em. Cũng cảm ơn bác Bình ở Gò Vấp đã nhờ em tới và quay được cái video này cho chia sẻ cho mọi người cùng xem. Rồi, Hiền Trần xin cảm ơn và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin chào.